trường quay không còn một chỗ trống. Vào cuộc chơi hôm nay con cũng thoải mái chơi hết mình, không có vấn đề gì cả. Các thí sinh hãy cẩn trọng. Bạn không ngu. Trường quay của chúng ta đang rất rất nóng. Mong rằng Nguyệt Quế đội đầu. Tôi hơi buồn. Xứng đáng là một trong những trận thi hay nhất của quý ba.